Nay dẫn cả bầy chó cá đến tận nơi để lấy cá luôn. Rồi có xô để sẵn, cứ thế mà vô lụm thôi. Bữa nay bạch tuộc quá là to, nhưng không có ai nhờ phóng sanh hết. Bạch tuộc tôm quá bự, cua quá bự. Con gì vậy? Tham quá to, cá quá to luôn. Nhưng mình chỉ có thể phóng sanh nhỏ nhỏ thôi. Rồi con lấy cá rồi nha mọi người ơi. Đi đây. Cảm ơn mọi người. Trong này có tôm, có cá. Các bạn chó cá lên đường nào. Đóng cửa lại nào. Rồi lên đường thôi anh em. Phóng sanh nào. Ủa, chào cô chú, bữa nay cũng có hàng nữa hả? Đang có hàng hả? Hôm nay nhà này cũng có hàng. Các bạn chó cá lên đường nào. Đó, chó cá thuần chủng. Đây, đây là chó cá. Mọi người nhận biết con nào là chó cá, con nào là chó thường không? Chưa, lấy cá. Này có con cá kèo lửa, cá bóng, cua còng gì tùm lum, tôm nữa. Lên đường nào các anh em. Let's roll. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp không đọa ngã quỷ, chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay tôi ôn đi phóng sanh ngày thứ 10 cho bé Khổng Thục Hiền và chị Diệu Ngân. Hồi hướng công đức cho quý vị. Rồi, chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, thì những con vật này á, đáng lý phải bị chết, bị làm thịt, bị giết hại. Nhưng nay được cứu trả về cái môi trường sống của nó, tiếp tục được sống để làm cái vai trò trong tự nhiên. Các bạn chó cá dẫn em lên đường về tự nhiên phóng sanh. Dạ. Ồ, anh này chỉ lấy cỏ để cho thú ăn thôi thì ok. Còn những ai đến đây mà chặt phá cây thì em sẽ liên hệ với bên kiểm lâm giải quyết. Dạ. Bây giờ là ai vô đây chặt phá cây là em sẽ liên hệ xử lý liền. Bởi vì cây rừng không chặt mà chỉ có phá. Dạ. Cây cối không trồng mà chỉ phá và xả rác. Khu này của em là
đánh bắt cá là rất là khoa học nha. Những cô chú ngư dân ở đây là chỉ bắt những cá lớn thôi và không có đi te chích điện, chỉ bắt bằng lú cá thôi. Đây là những con cá bị bẫy lú. Xin chào. Nước đang cạn quá. Chương trình đánh bắt cá khoa học của nhà nước đã được công bố rồi. Bây giờ chính quyền đang lo giải quyết cho ngư dân. Ai làm nghề đi te chích điện thì sẽ đền bù hay xử lý gì đó. Nói chung là nghề đó sẽ bỏ để không gây hại cho tận diệt sông ngòi nữa. Trời ơi, đây là một con cá hồng nhan bị con chuột nó cắn nè, đứt đứt người nè. Rồi em quăng xuống nước nó chết rồi. Xuống phóng xanh thôi. Trời ơi, nước hôm nay, à thì ra mấy con cá hôm qua em thả ở đây nó bị chết, mấy con tôm nó bị chết đó quý vị, không may ăn á. Nó còn nằm nguyên ngay đó. Hôm qua là nước lên á. Rồi quên dẫn lấy cá ti ti ra nữa. Cho em mấy lùa mấy con cá chết hết đi. Đây. Dễ thương không?